Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Dental Land là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi, 714-899-1212. Kinh nghiệm am tường và sức mạnh của AIG. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Vâng, chào luật sư ạ. Dạ. Dạ, hồi nãy có nghe luật sư nói là khi mình đặt cái nhà mình under the trust nên gì đó mà giờ người đó đã mất rồi thì bây giờ mình phải có cái form đó lấy ở đâu ạ? Cái form nó không có lấy ở đâu, thường á cái người luật sư họ phải track cái form đó. Thì cái form đó nó không có nó uniquely cho cái trường hợp đó, cái nhà đó. Và bởi vì đó trong cái giấy đó nó phải nói cái người chết, nó kèm theo là giấy khai tử của người chết là ai. Ok, họ chết khi nào? Khi họ chết họ là chủ của cái bất động sản đó ở đâu, cái deal description là thế nào, được record ở document số mấy. Ok. Và ai là cái người có quyền sau cái người qua đời đó, sau cái người trustee qua đời đó, ai có quyền để mà có thể chuyển nhượng cái tài sản đó. Do đó nó không có phải một cái mẫu, nó không có phải là một mẫu đơn mà có thể lấy trên Internet hay thế nào. Nhé. Ồ, như vậy là mình phải tới văn phòng luật sư để làm thế này ạ? Yes. Okay. Là như vậy, tại vì trong gia đình thì làm cái trước là nếu mà người chồng mất thì sẽ thuộc về người vợ, nếu mà hai vợ chồng đều mất thì thuộc về đứa con, thì cái đó mình phải mang hết ra ngoài văn phòng luật sư để làm, phải không ạ? Không hẳn. Ông chồng mất á, nếu bà vợ đó, ông chồng mất đó, nếu bà vợ không tính bán, không có làm gì hết, cũng chả cần phải làm chi hết, cho đến khi bà vợ mất thì bây giờ đó cái nhà đó là dưới cái trust, nếu đứa con muốn bán hay muốn chuyển qua tư tên đứa con đó thì yes phải làm. Ồ, như vậy là nếu một trường hợp không có muốn bán, không muốn gì thì mình cứ leave nó như vậy thôi. Đúng, không, nhưng mà giữa hai vợ chồng thì cứ để như vậy, nhưng mà đến khi con là khác rồi, tại vì trong cái record đó, trong cái trust đó sẽ có chỉ có tên là hai vợ chồng bà là người trustee chứ đâu có tên người con của bà đâu. Vâng, khi nào hai vợ chồng đều mất thì những đứa con mới phải làm thôi. Yes. Mà trong cái bình thường cái sau khi nó gửi về cái tiền thuế hàng năm đó thì nó chỉ viết tên ông chồng ghi là trustee. Đúng. Như vậy thì người vợ có phải làm gì không ạ? Không phải làm gì hết á. Đại khái nó hai người cùng là co-trustee hết, nếu cái nhà đó là hai người làm chủ. Dạ. Thì hai người đều là đồng quản trị viên hết. Chỉ có cái là nhiều khi nó làm biến hay là nó không cần để hai tên hai người, để một người đủ rồi. Thì nó chỉ để một trong hai người là đủ rồi. Nhưng mà cái việc nó đi tỉ tên một ông chồng không có nghĩa là bà vợ phải làm gì sau khi ông chồng qua đời. Vâng, là chỉ khi nào hai vợ chồng cùng chết thì đứa con mấy đứa con nó mới phải làm thôi. Đúng. Dạ. Đúng. Vâng, cảm ơn luật sư nhiều không lắm. Có chi, không có chi bà. Không có chi. Chào bà. Đến đây thì chúng tôi phải cho biết là chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt vừa qua. Và chúng tôi cũng xin hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau cũng từ 7 giờ tới 8 giờ trên đài sóng Lira Sài Gòn TV 57.17. Và từ đây tới đó nếu quý vị có những câu hỏi về luật pháp hay có cần sự giúp đỡ về luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua các số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579. Với hơn 34 năm hành nghề luật sư tại Hoa Kỳ và với sự cộng tác của nhiều luật sư Việt và Mỹ thường xuyên tại văn phòng, chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ tư tuần sau, và kính chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ với người thân và gia đình. Và xin cảm ơn.